cái dòng này là dòng Rotary. Rotary bên mình cũng đang khuyến mãi mua máy Rotary Win, mua máy tặng dây móc, tặng tay cầm Rotary Win nha anh em, giá là 1,2 triệu một cây. Sản phẩm còn đang rất là nhiều mẫu, nhiều màu, 1,2 triệu một cây. Hàng này là để tô máy rồi chiên để mình tô rồi bao phê luôn, mình xài cho ban đêm rồi, với lại máy nó rất là nhẹ rồi nó không có tiếng ồn nhiều. Nó có chế độ nó là đi vàng kim luôn, nhìn rất là đẹp, máy đẹp bền, đi kèm chế độ là bảo trì mãi mãi nha anh em, cứ yên tâm xài. Cũng còn nhiều máy lắm, chung dòng Rotary. Cây này là của Internal máy Mỹ nha anh em, 2 triệu một cây thôi, bán bên em bán giá hợp lý rẻ mềm để cho anh em dễ xài dễ sử dụng, 2 triệu một cây. Câu là bao phê luôn, anh em khỏi phải lo.